Concert là một khái niệm phổ biến trong K-pop. Bất kỳ ai khi trở thành người yêu thích âm nhạc Hàn Quốc đều tìm hiểu về nó. Chúng ta có thể biết rằng đó là một buổi hòa nhạc trực tiếp trước khán giả. Ngoài ra, concert cũng thể hiện mức độ nổi tiếng của các idol. Muốn biết nghệ sĩ đó có thành công hay không, hãy nhìn vào số lượng khán giả đến xem những buổi hòa nhạc trực tiếp được công bố. Vì là những buổi trình diễn trực tiếp nên đôi lúc sẽ có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra, và BTS cũng vậy. Nhóm nhạc đang được ví như một huyền thoại trong làng nhạc K-pop. Những tiết mục của các chàng trai luôn được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng ở mọi mặt, nhưng cũng không ít lần họ đã gặp sự cố khiến người hâm mộ được một phen thót tim. Nhưng các chàng trai tài năng của chúng ta đã có những cách xử lý thật hoàn hảo. Sau đây là tổng hợp những sự cố sân khấu và cách xử lý khéo léo của nhà băng tan. Video được tài trợ bởi KD K-pop Shop. Giờ thì KD Go. Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. 1. SBS Gayo Daejeon năm 2013. Trong những ngày đầu mới ra mắt trước công chúng, BTS đã có một màn trình diễn với ca khúc No More Dream. Trong lần thể hiện này, đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi phải trình diễn mang nhau lộn nguy hiểm qua các dancer, thì Jimin đã bất ngờ bị ngã xuống. Có lẽ vì còn là tân binh non nớt, chưa có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, nên Jimin đã mắc lỗi tại thao tác lấy đà. Sau cú ngã đó, cậu đã đứng dậy biểu diễn tiếp như chưa hề có một tai nạn nào xảy ra. Suga khi đó vì bị chấn thương nên không thể tham gia biểu diễn cùng với nhóm. Khi xem qua truyền hình, thấy cậu em của mình bị ngã đầy đau đớn nhưng vẫn tiếp tục đứng lên trình diễn đã khiến Suga thật sự rất sốc và phải chuyển kênh ngay lập tức. Jimin cũng đã từng chia sẻ rằng, em rất cảm động vì anh Suga đã gọi điện hỏi thăm em đã tiếp tục nhảy mà không hề biết mình bị thương. Có lẽ những ai xem được màn trình diễn này và chứng kiến cảnh Jimin của năm đó đều cảm thấy khâm phục một chàng trai mạnh mẽ đã tiếp tục đứng dậy sau vấp ngã của bản thân. Thứ hai, Busan One Festival năm 2016. Jin được biết đến là một người anh cả của nhóm, nên tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cậu ấy đều được mọi người ghi nhận qua từng ngày. Vì vậy, đôi lúc, với vai trò là một người anh lớn trong gia đình, mỗi khi bị thương đều cố nén cơn đau để biểu diễn hết tiết mục và nở nụ cười như để trấn an những người đang lo lắng cho cậu ấy. Trong Busan One Festival năm 2016, nhóm đã trình diễn ca khúc Blood, Sweat and Tears để kết thúc chương trình. Mặc dù đã được thông báo rằng hoàn toàn không có vấn đề gì phát sinh, nhưng đến cuối màn trình diễn đã có một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, đó chính là pháo hoa khi được nổ lên. Đã vô tình bắn trúng tai của Jin, cậu ấy đã nhăn mặt và ôm tai của mình vì đau. Mặc dù vậy nhưng mà Jin vẫn tiếp tục trình diễn tiết mục của nhóm và không gây trở ngại cho các thành viên khác. Cho đến khi màn trình diễn đã kết thúc hoàn hảo thì cậu chàng mới thể hiện sự đau đớn, khiến cho các ARMY có mặt ở đó vô cùng lo lắng. Nhưng may mắn thay, khi tai nạn với pháo hoa đã không để lại hậu quả nào tới cậu, các fan liền thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu đã bình an. Có lẽ bình thường Jin hay đùa giỡn, trêu chọc các em cũng như fan của mình, nhưng xét trên góc độ chuyên môn, cậu ấy đã rất linh hoạt trong việc xử lý các sự cố trên sân khấu và trở thành người có trách nhiệm và đáng tin cậy trong BTS. Thứ ba, The Queen's Tour năm 2017. Jimin được biết đến với vai trò là một trong ba dancer chính của BTS. Nhờ sở hữu khả năng vũ đạo thượng thừa, có thể cân mọi thể loại từ đương đại mềm mại uyển chuyển cho đến hip hop mạnh mẽ khó nhằn. Tất cả đều được Jimin xử đẹp trong lòng bàn tay. Vốn tài năng là thế, nhưng cậu ấy đôi lúc cũng không thể tránh khỏi những sai sót trên sân khấu khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Cụ thể trong The Queen's Tour năm 2017 tại Hồng Kông, khi nhóm đang trình diễn ca khúc Fire, thì Jimin đã bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn. Khi màn trình diễn sắp kết thúc thì Jimin đã bị trượt ngã. Đó là một cú ngã khá đau đớn. Cậu hầu như đã tiếp đất bằng cả cơ thể trên sân khấu. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Jimin đã đứng dậy trình diễn một cách chuyên nghiệp như chưa từng xảy ra cú ngã nào vậy. Tai nạn ngoài ý muốn đó xảy ra đối với Jimin khi sân khấu lúc này khá là trơn trượt, vì nước chưa được lau do màn trình diễn trước đã để lại. Cậu ấy quả thực đã rất chuyên nghiệp khi cố nén đau đớn của bản thân để mang đến cho khán giả màn trình diễn trọn vẹn. Thứ tư, World Tour Love Yourself. Năm 2019, các thành viên BTS đã có một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và đem về cho Hàn Quốc không ít lợi nhuận. Trong chuyến lưu diễn này, các chàng trai cũng đã đến Đông Nam Á và đặt chân tại Bangkok, Thái Lan. Những người hâm mộ có mặt nhận thấy Bangtan trong concert này có vẻ không cháy giống như ở những nơi khác. Nhiều người suy đoán rằng có lẽ do các cậu ấy chưa thích nghi được với khí hậu ở khu vực Đông Nam Á, dẫn tới mất sức khiến cho độ nóng của buổi hòa nhạc cũng giảm dần. Nhưng câu chuyện đằng sau đó lại khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
Trong bộ phim tài liệu mang tên Break the Silence đã cho người hâm mộ thấy những thước phim trong hậu trường của chuyến lưu diễn tại Bangkok. Lúc này chúng ta mới biết được nguyên nhân chính xác vì sao 7 chàng trai đã không trình diễn hết mình, xen lẫn những cảm xúc xót xa đến khó tả. Trong màn trình diễn ca khúc Idol, sân khấu của Bangtan không may xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Những thanh chống đỡ bỗng nhiên bị rung lắc trong khi nhóm vẫn đang ở trên sân khấu và không hay biết về sự việc. Xem đến đây, ai ai cũng thót tim trước mức độ nguy hiểm của sân khấu đó. Nhưng thật may mắn, nhờ có sự giúp đỡ của đội ngũ ekip không ngại nguy hiểm, cùng nhau hợp lực chống đỡ sân khấu cho nhóm trình diễn. Idol là ca khúc có vũ đạo mạnh mẽ, cộng thêm sự cố tại trung lắc sân khấu. Nếu không có sự nhanh nhạy kịp thời ứng biến, thì khả năng sân khấu bị sập xuống là rất cao. Hậu quả để lại không một ai dám tưởng tượng. Thứ 5, Permission to Dance on Stage ở Seoul. Jimin là thành viên thường xuyên gặp phải những sự cố trên sân khấu, nhưng cách xử lý của cậu chàng đã cho thấy bản thân là một người tài năng và chuyên nghiệp đến nhường nào. Có lẽ khi trải qua 9 năm hoạt động nghệ thuật nên Jimin đã có nhiều kỷ niệm xử lý tình huống trên sân khấu. Và một lần nữa, sự chuyên nghiệp của Jimin đã được thể hiện trong Permission to Dance on Stage Seoul khi cậu đã trượt ngã trên sân khấu. Cụ thể trong khi nhóm trình diễn tiết mục Black Swan, khi đến phân đoạn của mình, Jimin vừa hát vừa chạy lên đúng vị trí trình diễn. Không may đã có một cú trượt ngã, nhưng nó lại được Jimin kéo léo đảo ngược tình thế thành một vũ đạo uyển chuyển. Các ARMY có mặt lúc đó đều vô cùng kinh ngạc và ấn tượng trước cách xử lý đầy thông minh của cậu, vừa không để cho bản thân bị thương vừa giúp cho màn trình diễn của nhóm không bị cắt ngang. Nhiều người từng chia sẻ rằng họ thậm chí còn không hề nhận ra Jimin bị ngã, cứ nghĩ đó là vũ đạo được Jimin dựng nên, quả nhiên là ngôi sao chuyên nghiệp mà. Thứ 6, Bonus. Ngoài những tai nạn khiến nhiều người phải ngã mũ thán phục trước cách xử lý chuyên nghiệp, BTS cũng có những lúc mắc phải những sự cố hài hước trên sân khấu vô cùng đáng yêu. Cụ thể trong chương trình iHeart Radio Music Festival năm 2019 của Mỹ, trước giờ trình diễn, nhóm đã trả lời các câu hỏi phỏng vấn về album mới. Trong đó, nhóm đã nhận được một câu hỏi về sự cố hài hước lộ liễu mà họ từng gặp khiến cho fan cũng nhận ra. Cả nhóm đã không ngại ngần mà chia sẻ. J-Hope và Jungkook đã tự tay kể lại rằng chúng mình đã từng gặp một sự cố rách quần. Lời chia sẻ của các chàng trai khiến fan nhớ ngay đến khoảnh khắc Jimin bị rách quần trong MV On Kinetic Manifesto phim Come Primer. Vết rách xuất hiện ở ngay đầu MV, nếu fan tinh ý sẽ nhận ra, và càng hài hước hơn khi lúc này camera sẽ quay cận từng thành viên đồng nghĩa với việc chiếc quần bị rách không có cách nào che giấu được. Có lẽ Jimin đã nhảy quá sung nên chiếc quần đã đình công đòi nghỉ việc chăng? Bangtan là một nhóm nhạc tài năng, luôn cố gắng hết mình để cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn hoàn hảo nhất. Chính vì điều đó mà đôi lúc các cậu ấy đã gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và rất lo lắng cho sức khỏe của 7 chàng trai. Các cậu đã từng nói rằng hãy dựa vào BTS để yêu thương bản thân mình. Thế nên với tư cách là một ARMY hay chỉ đơn giản là một người bạn thân, mình mong các cậu hãy quý trọng sức khỏe của bản thân nha. Chúc các cậu thật khỏe mạnh và bình an. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye!